Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về sức mạnh của ngôn từ và ảnh hưởng của nó lên cái việc học về ngôn ngữ của chúng ta. Thì như chúng ta đã biết là nếu như thật sự khi chúng ta muốn phê phán một ai đó mà các bạn cảm thấy rằng là người đó bị bất mãn hay là họ không hài lòng với lại là cái điều mà chúng ta nói, có nghĩa là gì? Là chúng ta đang dùng cái thái độ hay là cái ngôn từ để mà công kích họ. Vậy thì thật sự khi chúng ta mà phê phán một người khác là chúng ta muốn làm điều gì? Chúng ta muốn thỏa mãn cơn tức giận của bản thân hay là thật sự là chúng ta mong rằng là họ có thể hợp tác với chúng ta? Tôi tin rằng là đa phần là chúng ta đều mong ở cái mục đích thứ hai, đó là chúng ta muốn rằng là người đó phải hợp tác được với mình. Thì khi mà làm sếp cũng vậy, cho nên các bạn la mắng nhân viên hay là các bạn chỉ ra những cái lỗi sai cho nhân viên mình, có nghĩa là các bạn mong rằng là nhân viên đó sẽ làm việc tốt hơn để mà cái công việc nó trơn tru hơn. Nhưng thiệt sự là chúng ta thấy bao nhiêu trường hợp là thành công và bao nhiêu người sếp là có thể là thuyết phục nhân viên của mình hiệu quả. Hay là chúng ta vô tình là chúng ta muốn họ tốt hơn nhưng là chúng ta lại dùng cái lối nói chì chiết rồi cái thái độ công kích để rồi là nhân viên chúng ta họ càng bất mãn hơn. Và chúng ta có cái câu rằng là chẳng hạn như rằng là trước mặt là như vậy nhưng sau lưng lại thế khác. Thì chúng ta lại dạy cho nhân viên chúng ta cái cách đối phó chứ không phải là và phản ứng ngược, chứ không phải là chúng ta đang khiến cho là người đó hợp tác với mình. Vậy thì chúng ta bị chệch cái mục đích về ngôn từ. Thì ở đây là khi mà các bạn muốn đưa ra một cái thuyết phục, chúng ta phải làm như thế nào? Chẳng hạn ở đây là nếu như mà chúng ta lớn, chúng ta có con em hay là chúng ta có cháu chắc gì đó, vậy thì nếu như khi nó không nghe lời, chẳng hạn nó không chịu đi học đi, thì chúng ta sẽ thuyết phục nó làm sao? La mắng ư? Thật sự la mắng nó thể hiện cái sự yếu kém và bất lực. Khi mà chúng ta không còn cách nào để nói nữa và chúng ta buộc phải dùng cái biện pháp là ép buộc, cưỡng chế người khác phải theo. Thì trong trường hợp này nếu như về cái địa vị, quyền lực chúng ta cao hơn cái người mà bị coi như rằng là chúng ta nói thì họ sẽ tuân theo. Nhưng nếu mà chúng ta ra ngoài xã hội, chẳng hạn như chúng ta thấy những cái vụ mà đụng xe đi, nếu mà bạn dùng cái cách nói ép buộc với lại cái người mà kia thì chắc chắn là sẽ xảy ra là xô xát. Tại vì ở đây đối với xã hội, tôi không biết anh không biết tôi, vậy thì địa vị chúng ta ngang bằng, không cách nào chúng ta sẽ ép buộc được người khác mà làm theo mình để bắt họ nhận lỗi, quên đi. Vậy thì trong trường hợp này cũng vậy, chúng ta muốn thuyết phục thì chúng ta phải căn cứ và tìm hiểu cái nguyên nhân. Chúng ta phải biết được ngọn ngành, thí dụ đứa bé tại sao nó không muốn đi học. Và chúng ta phải xoáy vào cái điểm đó, giải thích cặn kẽ những cái điểm đó chứ đừng nói lan man. Chẳng hạn nếu như nó đi học mà nó bị là chẳng hạn như là nó không thích thầy cô. Nó không thích thầy cô của nó. Cho nên nếu mà mình cứ ép nó đi như vậy, đó, mỗi ngày nó vô thì cái khoảng cách giữa nó và thầy cô càng lúc càng tăng và dần dần nó càng chán học. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân, chúng ta có thể kể thêm cho nó biết rằng là cô đó như thế đó tốt như thế nào. Tức là mỗi ngày chúng ta sẽ dùng những cái từ mà đẹp hơn để tả về giáo viên của nó. Và như vậy rằng nó sẽ có một cái nhìn là khác về thầy cô và từ từ nó sẽ muốn đi học. Điều này có thật hay không? Chẳng hạn như tôi nói, có thể rằng bạn có một đứa bạn thân, bạn chưa bao giờ là bạn tiếp xúc với cái người mà đứa bạn thân nó ghét, nhưng mà bạn nào ngày nào bạn cũng nghe nó kể chuyện về cái người mà nó ghét, riết rồi tự nhiên các bạn ghét lây người ta dù rằng bạn chưa hề gặp người ta. Đó là cách mà gieo cái ác cảm và cái thiện cảm qua cái ngôn từ của mình. Thì ở đây cũng vậy, cho nên tôi thấy rằng là khi mà mình thể hiện bằng cái ngôn từ trong mục đích gì cũng vậy, đó cực kỳ quan trọng. Thì chẳng hạn như là nếu mà bạn muốn phê phán người ta thì bạn hãy chỉ cho họ cái lỗi và sau đó là bạn phải đưa cho họ cái hướng khắc phục. Và đương nhiên là chúng ta sẽ dùng những cái từ mà trung hòa, trung tính. Đừng nhận dùng những cái từ mà có tính công kích nặng. Chẳng hạn như là tôi thấy anh làm như vậy á, tôi nói thiệt chứ không có ai làm giống anh hết á. Khi mà mình dùng cái so sánh để cho người ta thấy rằng là người ta là một cái người mà coi như rằng là bỏ đi, đó, thì chúng ta sẽ phải đối diện với hai trường hợp. Một là người đó có tính tự trọng cao, họ sẽ tự ái và họ phản ứng ngược.
Hai là người này là một người tinh thần yếu thì họ sẽ xuống tinh thần luôn, và họ có cảm giác đúng là họ là cái thứ vứt đi. Thì khi mà chúng ta phê phán như vậy, hãy cẩn thận ở một cái điều này đó. Vậy thì chẳng hạn như còn lúc mà tranh luận, nếu mà bạn muốn thắng một cái cuộc tranh luận thì là bạn phải đưa ra nhiều cái dẫn chứng thú vị. Chẳng hạn như ngày hôm qua là tôi cho học sinh tranh luận về cái chủ đề rằng là giữa sắc đẹp và trí thông minh chúng ta sẽ thích cái nào hơn, đó, điều gì quan trọng hơn. Thì chẳng hạn như có bạn nói rằng là vẻ đẹp quan trọng hơn, tại vì nó sẽ giúp cho bạn có nhiều lợi thế ở trong cái kỳ phỏng vấn hay là trong công việc. Thật sự ra mà nói, cái đó là cái opinions, cái quan điểm của bạn mà thôi. Vậy thì khi tôi đưa ra, tôi nói rằng là đối với tôi thì cái intelligence, cái trí thông minh nó quan trọng hơn. Lý do là tại vì chúng ta cách đây vài năm chúng ta thấy ngay cả hoa hậu Mai Phương Thúy, cô ta lúc mới đăng quang xuất hiện tràn lan ở trên các mặt báo, cô ta rất nổi tiếng ở thời điểm đó. Nhưng mà sau đó thì sao? Những năm gần nay cô ta đã biến mất. Đó, người ta không nhắc đến nhiều nữa, và người ta nhắc đến những cái người đẹp sau này. Vậy thì nhan sắc nó sẽ không có bền vững, đặc biệt là sau này khi chúng ta già đi thì cái nhan sắc chúng ta sẽ mất. Nhưng nếu mà chúng ta thật sự là thông minh, chúng ta có thể kiếm ra được rất nhiều tiền dù chúng ta đã lớn tuổi. Vậy thì hãy nhìn một cái ví dụ đơn cử như là ông Jack Ma. Ông Jack Ma có một cái ngoại hình rất là xấu, vừa lùn vừa xấu, nhưng rõ ràng là ông ta có thể kiếm ra nhiều tiền. Và những đối tác làm ăn với ông ta không phải vì là nhan sắc của ông ta, mà là vì cái sự tin tưởng. Vì họ tin vào cái tài nghệ của ông, cái tài năng của ông, cái sự thuyết phục của ông. Đó. Vậy thì khi mà tôi đưa ra những cái quan điểm đó thì là mọi người bị thuyết phục. Bởi vì là tôi đã nhắc đến những cái người mà họ biết: hoa hậu Mai Phương Thúy, tỷ phú Jack Ma. Đó. Vậy thì khi mà các bạn tranh luận cũng vậy, các bạn phải đưa ra được những cái sự kiện, những con số, những người hay vật cụ thể. Chẳng hạn như là hôm bữa là tôi lại có một cái thảo luận, ví dụ giữa nam và nữ là ai thông minh hơn. Thì có bạn cho rằng là nam thông minh hơn. Tôi hỏi tại sao? Tại vì bạn nói rằng là các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới là nam. Tôi hỏi rằng là làm sao bạn biết được điều đó? Nếu nói về những người nam mà đạt được những thành tựu, nhưng còn những nhà khoa học nữ, họ không đạt thành tựu, nhưng họ vẫn là nhà khoa học. Vậy thì nếu mà nói lấy cái thành tựu ra để so sánh về nam hay nữ thông minh hơn, cái đó là quan điểm. Và tôi với bạn có thể cãi nhau tới sáng cũng được, tại vì hoàn toàn là chúng ta đưa ra quan điểm cá nhân. Cho nên ở đây là lúc này là tôi không đưa ra cái quan điểm, mà tôi cho bạn xem một cái video của National Geographic. Họ phân tích về cái cấu tạo của não nam và nữ, và họ cho một cái cuộc khảo sát rằng là bỏ 10 đứa bé nam và 10 đứa bé nữ vào một cái mê cung để xem coi rằng là phe nào sẽ tìm đường thoát ra nhanh hơn. Thì họ phân tích rằng là não của nam nó tập trung vào cái toàn cảnh, trong khi não của nữ nó lại tập trung vào chi tiết. Và đó lý do khiến cho các bé gái nó nhớ những cái chi tiết và nó bị lầm cái chi tiết này với chi tiết khác trong mê cung. Đó. Trong khi đứa nam nó có thể quét toàn bộ cái bản đồ và nó có một cái trí nhớ tổng quát. Thì đó lý do tại sao chúng ta thấy những nhà lãnh đạo đa phần là nam, tại vì họ có một cái tầm nhìn chiến lược xa hơn so với nữ giới. Đó. Thì khi mà tôi đưa ra cái dẫn chứng như vậy thì bạn đó sau đó là bị thuyết phục, và bạn hiểu được đây là một cái dẫn chứng về khoa học. Và cái dẫn chứng này từ National Geographic chứ không phải từ một cái trang báo lá cải nào đó. Và chúng ta sẽ kết thúc cái discussion ở đây. Đó. Cho nên cho dù rằng là bạn có muốn rằng là người ta tin mình hay không, nhớ rằng là chúng ta sẽ không bắt đầu từ cái quan điểm, mà chúng ta sẽ bắt đầu bằng những sự thật, những đánh giá, những báo cáo, những nghiên cứu. Và bên cạnh đó, bạn muốn người ta tin vào bạn và bị thuyết phục, người ta tin tưởng bạn, thì bạn phải dùng một cái lối nói như thế nào? Đó, ôn hòa. Và chúng ta thấy rằng là với mọi cái mục đích thì chúng ta phải muốn giúp đỡ người khác, thay vì để bắt đầu một cái sự tranh cãi. Thì nếu như mà chúng ta luyện tập như vậy thì cái khả năng về trau dồi ngôn ngữ chúng ta sẽ tăng.
Còn nếu các bạn nghĩ rằng là tôi học ngoại ngữ để tôi đi thi, thì tôi nói luôn, các kỳ thi nó đều có một cái cấu trúc, một cái sườn, những câu hỏi mẫu. Thầy, chẳng hạn ở IELTS Speaking, rất nhiều bạn bây giờ rằng là vẫn đang đi tìm những cái sample, và sau đó là các bạn học lấy cái từ, rồi sau đó là các bạn là học coi cái cách người ta mở đầu như thế nào, người ta dẫn nhập như thế nào, rồi các bạn rập khuôn theo. Tức là các bạn từ cái sườn của người ta các bạn bắt chước để các bạn trả lời câu hỏi. Vậy thì nếu như vô thi các bạn gặp được cái câu hỏi tương tự như vậy thì các bạn trúng tủ và các bạn pass với điểm rất cao. Nhưng tôi hỏi rằng là với cái con số điểm đó có thật sự đem ra ngoài cho bạn trở thành một public speaker hay không? Và nó có thể giúp cho bạn thành công trong sự nghiệp hay không? Hay là sau khi bạn lấy điểm cao xong rồi bạn đi dạy IELTS? Đó. Vậy thì chúng ta thấy một điều rằng tôi hỏi rất nhiều người bây giờ thậm chí rằng là bỏ tiền tỷ đi học RMIT, đi du học, đi nước ngoài về cuối cùng rồi đi dạy tiếng Anh. Rõ ràng đây là một sự đầu tư lớn và chúng ta bị lãng phí. Các bạn không phải là dân đi dạy. Các bạn không phải xuất thân là từ cái yêu nghề. Mà các bạn mê tiền, các bạn thấy đây là một cái mảnh đất màu mỡ và các bạn nhảy vô để các bạn đầu tư. Cho thấy một cái rằng là ngay cả từ cái tầm nhìn là chúng ta đã hạn hẹp. Đó. Không phải từ cái niềm đam mê, cái xuất phát. Và lúc này rằng là chúng ta thấy rằng là cái tiếng Anh của các bạn nó không còn cái đóng góp cho thật sự cái sự nghiệp. Tôi hỏi nếu như bây giờ mà Việt Nam của mình nói tiếng Anh tốt rồi các bạn làm gì? Thất nghiệp à? Đó. Tại vì sao? Các bạn vô trường phổ thông các bạn dạy được không? Các bạn biết cách ra đề kiểm tra không? Các bạn biết cách đánh giá năng lực của người ta cho phù hợp hay không? Và khi các bạn dạy mà những người mà đa lứa tuổi, đó, những cái lứa tuổi nhỏ như thế nào? Các bạn không biết về phương pháp giảng dạy vân vân, các bạn biết. Các bạn chỉ có là hướng dẫn người ta được pass được một cái đề. Đó. Vậy thì những cái mà khi mà bạn dùng cái ngôn ngữ trong đi thi nó sẽ khác rất nhiều với lại cái ngôn ngữ trong cuộc sống. Làm sao mà cái người này họ sử dụng cái từ ngữ như vậy? Rồi làm sao các bạn sử dụng được giống? Chẳng hạn như tôi hỏi bây giờ, nếu mà bạn đã từng coi những cái video clip của Steve Jobs, các bạn thấy Steve Jobs không sử dụng quá nhiều cái từ mà mang tính chất học thuật hay là những cái từ mà khó hiểu. Thậm chí tôi nói một người đạt trình độ intermediate, trung cấp, coi video của Steve Jobs, nếu bạn nghe không được, bạn coi phụ đề, bạn vẫn hiểu được ổng nói cái gì. Đó. Vậy thì rõ ràng là ổng dùng những cái từ rất là đơn giản. Nhưng mà bạn bắt chước được hoàn toàn cái lối nói của Steve Jobs hay không? Không bao giờ. Bạn không bao giờ bắt chước được cái style và cái suy nghĩ của người ta. Vậy thì nếu như thật sự bạn đang học ngôn ngữ, bạn phải học cái cách phát triển ý tưởng. Đó. Vậy thì cái ý tưởng là ý tưởng của bạn, cái style là cái style của bạn chứ không phải của người ta. Đó. Và từ cái nền đó nó sẽ giúp cho các bạn vừa học được mà còn ứng dụng được vào cuộc sống. Sau này các bạn hỗ trợ vào cái công việc chính của mình, đi du học, đi làm ăn, đi khắp nơi. Đó. Và lúc đó tôi mới gọi rằng là chúng ta đang là chính mình chứ không phải là một cái bản sao. Đó. Chúc các bạn thành công.